Địa Mẫu Diệu Kinh. Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền pháp hướng nhân sinh. Bán ra lời Ngọc Chơn Kinh, khảo sát địa lý khai minh địa cầu. Thở hỗn độn một bầu không khí, còn mịt mù vô thì biết đâu. Phật mẫu đã ngữ từ lâu, phân ra thiên địa hoàn cầu chuyển xây. Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất, đạo hoằng khai lời thật quyền linh. Phổ thông truyện ba chương kinh, phán bài phong tục nhân sinh sáng ngời. Chốn phàm trần đến đời muôn hạ, mẹ giang cơ bút tả Chơn Kinh. Ai truyền ân tông phụ huynh, mẫu hoàng bảo hộ khương ninh cứu trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn, giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chân. Dựng đời thịnh trị thượng quân, hết lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung kính, rang niệm trị lời châu. Đất thành sở nguyện mong cầu, vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ, lưu truyền kinh từ thuở ban hành. Kẻ nào tụng niệm chân thành, thánh tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng tin bất cầu ác cảm, chê bai rằng mờ ám không tùng. Đến khi vào lúc lắm chung, hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau. Ngục á tỳ xa vào miên diễn, đọa đài người lâm tiên dễ khinh. Sanh lòng nhạo ban ly kinh, tội như biển cả mong mến tham sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hại, mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu. Xét ra khắp cả hoàn cầu, đều do lĩnh mẹ pháp màu chuyển ra. Mẹ thương con vì tha tất cả, nào thấy ai để giả xót thương. Đắng cay khổ nhọc ai tường, rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu, bố cao cho người hiểu rõ ràng. Đứng ra giải đáp lời vàng, cho người trần thế dương gian tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh, nạn thiên tai phải hoành hiu sầu. Dấp dồn nhiều cánh khổ đau, hòa tai trước mắt tránh đâu bây giờ. Mẹ thương con để thơ phân tỏ, lại chẳng nghe ghi rõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đã tường tận đoán rồi tiên tri. Dầu khó khăn việc chi nguy khôn, mẹ bình tri chỉnh đốn khắp nơi. Phán truyền bài tỏ bao lời, quá sanh hoằng đạo khai đời dương sanh. Phật mẫu có phân rành tất cả, 72 vị đã lãnh phần. Đương kim hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh phần hợp chung. Duy mình mẫu chẳng cùng ai cả khắp ở trong thiên hạ xứ nào. Lập chùa táo miếu đền cao phụng thờ thần thánh ra vào cung nghinh. Còn mẫu đây riêng mình ai nhớ đến tanh danh cũng chớ tường tri. Cõi trần chẳng có chi một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghi nên cam đành khổ lụy sầu bi. Quanh năm bao cảnh loạn ly trời mưa không thuận đất thì không sanh. Mẹ thương con chẳng đành đoán dứt tình thiên liêng bút mực ghi rành. Các con lớn nhỏ nghe chăng thọ trì kính mẫu khó khăn cũng lành. Khắp nhân sinh đều hành tâm đạo giúp cho đời cải tạo ăn năn. Chẳng luận cao thấp ngang bằng dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kính. 9 tuổi biết cung nghinh đọc tụng điển quyền di hữu dũng mẹ ban. Cốt nhục xa cách lạc đường mẹ cho tái họ bình an xung về. Vui trong cảnh bao ngày cách biệt dầu chia tay cũng hiệp cùng nhau. Không phân hai bậc thấp cao, ai ai cũng được truyền trao kinh này. Khắp non nước Đông Tây Nam Bắc, phổ biến kinh để nhắc nhớ lòng. Thập phương ba tánh rõ thông niêu chẳng khưng thọ chắc không sinh tồn. Khổ dập dồn đau xiết nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng. Chúng sanh ngã gục nhào lăn lâm dòng đại nạn thoát chẳng được nào. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê thái đều thọ nạn ê chề khổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết thổ sản này gã chết chẳng còn. Đói lòng quằn quại các con vậy khuyên răng nhớ lời son mẫu từ. Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối gắn tâm tu thông suốt lý kinh. Truyền trao giải nghĩa khổ in cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời. Chúng con sẽ thấy đời hết khổ nội trong năm phổ độ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai. Còn như đáo lễ ngài ký mẫu lập đàn tràng bái mẫu trì kinh. Dân đèn sáp thiệt quang minh từ tôn phủ điện nhân sinh phúc đầy. Mỗi trăng có 3 ngày mẫu kỷ hãy thành tâm bền chi cúng dường. Kinh đàn đăng thủy quá hương ngoài ra tất cả ngài thường khói luôn. Việc cúng kiến phải cho tinh khiết cố gắng tu tha thiết cần chuyên. Lo tròn phận sự hằng niên 36 nhật kiền thiện trì kinh. Sắm lễ vật cung nghinh từ mẫu trong các ngày tỷ mẫu lập đàn, gồm có 6 ngọn đăng quang, quả tươi thắm hương phần 5 cây. 6 chung nước lọc đầy đu lê, cùng chúng nhau hợp để kinh đàn. Thuyết kinh giải lý rõ ràng, mỗi người đều định tâm an thọ trì. Ai xứ nào làm ý lời giải, định tinh thần tụng bài biên kinh. Tiêu bao nghiệp chướng tội mình, hướng đời quân thượng quyền linh sinh tồn. Ai cố gắng sớm hôm trì tụng, thêm 2 thời chuyển dụng tâm thành. Mẹ ban quyền diệu điện thanh, tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia. Đức từ tuôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch gần chín đầy đồng, hiện ra móng bạc hư không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cánh phong ba. Khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàng. Nạn đuối lạnh lầm than đau xiết, là đêm trời ứng hiện rõ ràng. Thiên đình thâu hạt lúa vàng, thần linh ngũ cốc lĩnh ban về trời. Gieo quả cho cảnh đời khốn khổ, tuy vậy mà có chỗ cũng chừa. Nơi nào kinh mẹ sớm trưa, thì kinh địa mẫu phước thừa bình an. Mẹ bảo hộ những vàng nơi đó, được trúng mùa mưa gió thuận hòa. Ai từng phổ biến gia tuyên truyền kinh mẫu, đứng ra giải bài. Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý, mẫu sẽ sai các vị thiên thần. Gia thần ủng hộ ân cần, đồng theo hộ kẻ xa gần thành tâm. Được phúc lành tháng năm no ấm, trên thiên đình ghi chấm phước ban. Nội gia kẻ đó thanh nhàn, sẽ được thành phước vinh quang muôn phần. Thanh long bạch hổ thần cũng giáng, phò tá người xứng đáng con lành. Tự tôn cho biết rõ rành, trắng 10 thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngõ kiền thiền kinh mâu, chẳng có nên dời đổi thời gian. Số mùi thịnh tức không an, đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh. Cầu linh mẹ thương tình cứu khổ, vũ điện linh phổ độ chúng sanh. Các con tụ họp tâm thành, được ban màu nhiễm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiện thánh xuống đời tri chứng, phương hướng nào bền vững chi tâm. Thường hành kính mẫu diệu thâm, ngày đêm thành kính tháng năm thanh nhàn. Còn lo chi mùa màng chẳng trúng, nhà nào ai trì tụng kinh này. Phước lành sẽ hướng được ngay thăng thiên, đắc quả chẳng sai chẳng lầm. Hưởng quý tế cao thâm lộc cả, thọ hương đăng trà quả vinh sang. Chơn kinh của Đức Mẫu Hoàng, gồm Ngọc Châu. Kinh địa mẫu đứng vào bậc nhất, chẳng tường phân ý thức suy lầm. Người đời còn bởi mê lầm, chẳng nên kinh dễ lỗi lầm tội mang. Ai tình ngộ lập đàn cung kính, thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường. Nạn tai nghiệp dương lỡ dương, một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân. Kinh địa mẫu thấm nhường đạo lý, gắn cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên. Hằng ngày rồng ra khẩn nguyện, được nhiều công đức tội liền tiêu tan. Kinh mẫu hơn muôn ngàn kinh khác, ai chi tâm hiển đạt phúc lành. Rõ thông từng chữ hiểu rành, người đó sẽ được mẹ dành hồng ân. Điển quyền lĩnh xa gần chiếu tòa, phóng hào quang khắp cả bầu trời. Thương người hiểu rõ từng lời, tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu. Ai thông đạt từng câu nghiệm kỹ, đã tri tường nghĩa lý diệu kinh. Có thể gọi sạch tội mình, bao nhiêu nghiệp chướng quan tình tiêu tan. Như ai rõ từng hàng mẫu dài, qua nạn tai sắp xảy đến mình. Lại còn hưởng được phước vinh, tam tài lộc thọ cương ninh thanh nhàn. Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển, thì đích danh mẫu chuyện điện quang. Luôn được phước lộc bình an, đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc dày. Như nghe thuyết kinh này chẳng tương, lại bỏ qua không lương tường tri. Mà lòng chẳng xứng thọ trì, bị khép vào tội khinh khi Phật trời. Tội vì bán bao lời xúc phạm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu than. Ngày ấy chẳng có kiêu quan, phải đành dương tội gian nan ngục hình. Dân nước nào chẳng tin lời mâu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp hủy quả phong ba thái, đều chết rồi đâu mà còn chi. Lòng mẫu tự nghĩ suy đau xiết, muôn hữu hủy đại kiếp phong ba. Nạn thủy quả sắp xảy ra, thương cho sanh chúng phải xa canh sầu. Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tự sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mẹ tính mãi bao điều phương kế, chẳng đành lòng bỏ phế lãng ngơ. Tình thương vô bến vô bờ, làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng trước màu phê sắc linh, phán phân rằng chỉ định thế này. Truyền thần thiện ác đến đây, chia làm hai phía nước mây xuống trần. Người hung dữ ác thần dẫn dắt, nhập cùng chúng kẻ bất lương tâm. Độc ác tàn nhân đã dâm, chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi. bậc hiền lương phương phi quân tử, thiện thần gom lại giữ một nơi, đưa vào chánh giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc, mẹ sẽ giải ra một cái chày, dầu cho thiện ác phân hai, tóm thâu tất cả một chài nhốt chung. Liên lụy kẻ tận trung yêu thảo, người tu hành học đạo kinh tâm, chừng đó mới thấy diệu thâm, mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm tre lành. Được sống sót nhàn thánh đủ trí, biết tường phân chân lý đường tà, thiện gần ác lại tránh xa, từ đó các đạo mở ra khai quần. Đồng suối lòng ăn năn quy tụ, chánh đạo màu hội đủ đem về, chẳng còn chia rẽ ghét chê, phân ra nhiều mối khó bề tường phân. Hình tướng chạy phép thần màu nhiễm, mẫu tả ra những điểm rất cần, nhị thập ba tu phần thân, phủ dây chánh bắt giác cần chánh nam. Còn phương hướng tây nam tây bắc, các vị thần giáp mặt long bào, gồm 60 vị tài cao, mẫu tự phán lĩnh truyền trao lời vàng, tương lời dạy thiên can 10 vị, thập nhị thần định chỉ địa chi, tất cả tinh tu các vị, ủng hộ hoàng đế thái vĩ hoàn toàn. Đức từ tôn mẫu hoàng điều khiển, thần lôi công lôi điện tám phương, phân thân trân thủ phi thường, 64 quẻ tỏ tường diệu thâm. Hiện nguyên hình tay cầm binh khí, đứng vàng ra trực chỉ đó đây, khắp trong thiên hạ đủ đầy, trận đồ của mẫu lập xây hạ miền. Cõi trời nam từ niên đinh hợi, đến niên tân dậu mới thiệt rồi, biết bao quyền bi nhiệm màu, tại nơi hạ giới tham sầu thiết tha. Mẫu từ bùa thiên la địa võng, sức đại hùng giang động kinh hồn, làm cho thiên am địa hôn, thần sầu quỷ khóc dông tồn tham thương. Còn tứ đại thiên dương tiếp lĩnh, buông cửa trận mẫu định trấn an, tám vị thần lực kim can, xông vào trận qua pháp đàn thần thông, làm trời đất không nghiêng ngã, nhật nguyệt tinh châu qua đảo xây, cũng như trong trong lặng quay, thế rồi lặng mất không ngài hiện ra. Mẫu thâu lại yêu tà lắng mì, kẻ bất lương phải bị luật hình, hô không quan võ lôi đình, làm cho sấm nổ nước minh mông tràn. Lửa dậy khắp dương gian nguy khổ, trận cuồng phong bão tố khắp vùng, mẫu tận diệt đưa bất trung, xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào. Đến chừng đó vàng thao mới rõ, mẫu thâu xong ngài lặng gió tan, sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhường. Chỉ còn người hiền lương sống sót, kẻ thiện lương được thoát khỏi vòng. Thế là mẫu dụng quyền công, diệu pháp qua biến thần thông lẽ làng. Kinh đô có sen vàng đua nở, buôn phía vòng khắp ở thị thành. Các con yêu thảo hiền lành, đến chừng khi đó mẫu dành hồng ân. Được đổi xác kim thân bất hoại, chẳng tự sanh thoát khỏi nghiệp duyên. Chứng đặng đại la tiên thiên, bởi nhờ cố gắng tu hiền thành công. Hối bàn đào thương đồng tất cả, các con nào đắc quả dữ vào. Thế rồi vĩnh viễn về sau, chẳng còn chuyện kiếp khổ đau trần miên. Chúng con được niên niên bất tử, khoái lạc tiêu diêu ngữ canh nhàn. Giống cảnh diêu điện mẫu hoàng, luôn hướng lộc thọ phước an cứu trường. Phật mẫu ngữ trên thượng tầng cõi, hoằng khai dưỡng nhân loại bao tồn. Hết lòng quán đại sắc son, qua sanh dạy dỗ các con phản hồi. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chơn kinh.